Dạ rồi, con chào chú nha. Dạ vâng, chú cho con xin phép được hỏi chú tên là gì và đến từ đâu? Tôi là Lê Văn Cảnh, Chú đến từ đâu chú ha? ở Tân Hưng, Long An. Dạ, ở Long An đúng không ạ? À, Hôm nay chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? vụ việc con gái nó đi mầm như này á, rồi điện không có được, mất luôn 2 tháng lại rồi. Dạ, con gái nhà mình tên là gì ạ? Tên Lê Thị Mỹ Hạnh. Lê Thị Mỹ Hạnh. Đúng rồi, Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ. Con mời chú chia sẻ sự việc mà con nhà mình mất tích như thế nào, con mời chú. Thì hồi đó nó đi là bữa làm như ngày 23 tháng 2 năm Dạ. 2023 Dạ. nó đi đó, rồi bắt đầu là đi xuống đây thì vô công ty nó bằng là điện không được luôn. Xuống đây là Đi xuống đâu ạ? xuống cái công ty á, công ty nó bằng nó ở Mỹ Phước 2 á. Bến Cát, À, Bình Dương đúng không ạ? đúng rồi, bên Dạ, Cát con Bình mời Dương. chú chia sẻ. Dạ. Rồi đi từ đó thì sao, điện không được luôn. Tức là con gái nhà mình là ở Long An và lên Bình Dương để lập nghiệp. Đúng rồi, Và sau đó thì khoảng 2 tháng nay đúng không ạ? 2 tháng nay là điện không được. Dạ, trước trước khoảng 2 tháng về trước thì gia đình nhà mình liên lạc thường xuyên là À, thì được đúng không ạ? bình thường Con gái nhà mình có chồng chưa? chưa, Có bạn trai chưa? thì bạn trai thì có thằng đó, nó thằng Hưng nãy tôi nói đó, thằng Hưng đó, đó Hưng là là ai chú? thằng Hưng đó là ở quận 12, Quận 12 là quen với là con ở quận gái nhà phố. mình. Yêu lâu chưa chú? Quen lâu Thì chưa? cũng vài tháng vậy đó hả, Có về gia đình nhà mình chơi chưa? nó có gì lặng đi đám cưới, nó đi đám cưới. Dạ. Rồi cái bữa ấy nó lên hình, bữa ấy nó có lên hình cái bữa mà nhỏ này đi nè, Dạ. rồi xuống chỗ Đức Hòa gì đó. Đức Hòa, Long An. À, Đức Hòa nó xuống đó rồi nó đâu vô nhà kia Con vô. gái nhà mình Ừ, làm việc ở Bình Dương lâu chưa? lâu rồi, hôm nay nữa là cũng có 3 4 năm mà. 3 4 năm ha. À, Và chưa có lần nào mà xảy ra cái tình trạng như hiện tại đúng không ạ? đúng rồi, không có. Hiện tại là bây giờ gia đình nhà mình gọi Zalo, Facebook hay là gọi số điện thoại đều không liên lạc được. Không liên lạc được. Và bản thân chú là rất là lo lắng. Chú có tới chỗ con nhà mình làm việc chưa? Có Chú có hỏi đi mọi mới người đây không? nè, cách đây chừng 10 ngày. Chú có hỏi mọi người không? Có. Thì mọi người nói hay Nói sao? hồi đi thang máy rồi. Đi thang máy À, ha. nó đi thang máy Chú có về nơi phòng trọ mà con gái nhà mình rồi. ở trọ chưa? Có. Chú có hỏi Hỏi bà chủ anh trọ ta không? thì ta nói đi rồi, không À, có ở đây. tức là chú đã đến chỗ ở trọ cũng như là công ty, chú đã hỏi thăm hết thì mọi người Sao năm đều hết bảo là rồi đi một tháng đâu, máy. nó đi thang máy rồi. Cái sự việc này chú có trình báo cơ quan chức năng chưa? Chưa. Chú trình báo đi ha. Sau khi mà chú phỏng vấn xong thì chú về chú trình báo cơ quan chức năng nhá, Ở để trên nhờ cơ mình quan chức á, năng hỗ trợ. ở trên tư trấn ha. Thì chú về cứ cứ địa phương chú hỏi hỏi bên cơ quan chức năng, rồi cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cho chú thôi nhá. Tại vì tới giờ phút này cũng đã 2 tháng không liên lạc được nhá, chú cứ trình báo sự việc là như vậy. Có sao thì mình nói vậy ha. Chú được mấy người con? 7 năm, 7 người con. 7 Wow. 5 thằng trai 2 đứa gái. Dạ, và em này là thứ mấy ạ? Ngày thứ 7 Úc ha. chị còn thằng Út nữa, nên nhỏ này chị thằng Út. Dạ, nghĩa Út là là trai. kế út. À, trai Dạ. Út. Vậy rồi gần hai tháng qua gia đình nhà mình đã đi tìm kiếm được ở đâu rồi? Đi kiếm thì ở chỗ cái công ty đó đó, có lên kiếm trong công ty đó mà kiếm không được, Không có một tin tức gì ha. không có tin tức gì nhất, điện cũng không được luôn. Chú có liên lạc với người yêu của em này chưa? Có điện mà nó nói nó không biết gì trơn. Người yêu không biết gì trơn ha. Ờ, thằng đó nó nói không biết gì trơn. Tới giờ phút này chú đang lo lắng và nghi ngờ con nhà mình lần này bỏ đi một cách khó hiểu như vậy là gì? Cũng sợ người ta giết, Sợ ha. sợ người ta giết, vì 2 tháng điện không được giết. Chú là Cũng sợ sợ mình. lắm rồi, cũng nhờ nhờ mấy chú cũng bị coi trên mạng đó, thấy mấy chú cũng Dạ. làm vụ mà giúp đỡ
rồi cô bác này kia là bỏ bị đi này đi kia tùm lum nữa, rồi cũng nhờ mấy chú cũng giúp đỡ cho Con mình. nhà mình có ngoan không chú? Ngoan lắm, Trước giờ có hỗn hào với cha mẹ không không? rất Không là rất ha. tốt luôn. Đi làm có gửi tiền về không ạ? Có Có ha. Vậy là rất là có hiếu trong gia đình. Con nhà mình không ăn chơi gì ạ? không Không chưng dị gì ha. không Chứ thường thường con gái nhà mình năm nay 33 tuổi mà chưa có chồng nó là... làm cũng là cái bà kế toán trưởng là nó cũng kế nữa, nó làm cái toán cái gì đó. À, con gái nhà mình làm bên kế toán. Không Con biết gái nhà nữa, mình trình độ là học học hết nó cao trường đẳng nào? ra, nó Cao đẳng ra cao đẳng ha. À, học cao đẳng ra rồi đi làm. Cho tới giờ phút này là cũng không nghĩ tới chuyện chồng con, là chỉ làm để phụ giúp cho gia đình. mới giống gia đình xong mất tích luôn. Thương ha. Chú bây giờ chú Bởi lo lắng không? vì lo dữ lắm, lo dữ lắm mà rồi mấy tới chú, mấy chú rồi giúp giùm coi. Chú có điều gì chú muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Chú có tâm sự gì chú Thì nói với con giờ không? muốn con mình là Chú nó gọi đau quá, nó đau quá thì thôi nó cũng về đi ông chú bà là chú tập gọi con tên con mình ra đi, chú nói chuyện đi ha. Chú là nói tên con Lê Thị Mỹ Hạnh đó, ba mẹ trông dữ lắm, con thế nào cũng phải về, cái gì cái con về đi, rằng con với con điện cho ba mẹ biết, chứ ba mẹ giờ không biết gì dứt luôn, mà 2 tháng đầu không ai không biết dứt thì cũng được. không có một tin tức gì đúng không ạ? Không có tin tức gì Bản thân chú làm cha là đấng sinh thành, chú rất sợ, mặc dù là con gái nhà mình năm nay đã 33 tuổi rồi, 33 tuổi. tuổi cũng đã quá gọi là cũng khá là chững chạc trưởng thành rồi ha, nhưng chú vẫn lo sợ, bởi vì con gái nhà mình là con gái đúng không ạ? Đúng rồi. Sợ rằng bị bạn bè lôi kéo rủ rê, nếu lỡ như con gái nhà mình bị các bạn xấu lôi kéo rủ rê và làm những công việc phạm pháp thì cái điều đó lại rất là đáng lo. Thì rồi lên thấy Và lo hơn rằng là thấy giờ nó quá nhiều. lo hơn là con gái nhà mình sẽ bị dụ dỗ cám dỗ để rồi nhận những cái kết đắng, thì thật sự đó là một điều rất là đáng tiếc đúng không ạ? Thì Bản con thân mình chú làm cha luôn mong muốn con mình được sống gọi là hạnh phúc, khỏe mạnh, công ăn việc làm ổn định chú ha. đúng rồi, thì Thì chú còn điều xong nào muốn chia sẻ nữa không? bây giờ cũng là đi trễ, mấy chú bây giờ cũng là ráng giúp đỡ giùm tôi Chú con hỏi cái điều này rất là tế nhị ha. Thì chú và vợ của chú có la dầy gì con gái nhà mình không? không Có làm điều gì cấm cản gì có không? không có gì hết. Có cấm cản tình yêu gì không mà không không ha. không có gì hết. Tức là bên gia đình nhà mình không có làm cái Không điều phải gì vậy, vì đó. nó 33 tuổi nó lớn rồi, nó đây nó cũng làm cái đó nó đây Đã học cao đẳng ra cao là đẳng. trình độ cho tới nhận thức, ý thức là rất là tốt. Đúng không ạ? Đúng rồi, Và tới giờ phút này gia đình nhà mình không hề biết là chắc con nhà có mình bỏ đi vì lý theo do tôi gì. nghi chắc cũng có ai hại nó hay gì đâu, theo mà tôi Sợ biết, ha. theo tôi nghi mà tôi nghi là tôi nói chú là thằng Hưng, thằng Hưng là nó ở quận 12 là nó chạy xe tải, nó là hậu xuống nó thì nó quay lên máy nữa, nó quay lên máy, hai đứa Mình ngồi chỉ trong nghi nhà thôi, mình chưa có một cái thì bởi vì đâu bằng dám chứng chứng nói. cứ xác minh gì để mình khẳng định cả chú ha. Thôi thì chú cứ bình tình nha. Thì cái sự việc của chú thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội cũng như là lên đường đi tìm kiếm. Hy vọng rằng 1 2 ngày tới hoặc 5 6 ngày tới sẽ có một cái thông tin manh mối về con gái nhà mình. Thì toàn bộ câu chuyện chú vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái Ai gái cái kia tôi nhìn. trước Tức pháp pháp luật ha. Chú có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này Đăng lên trên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Chú Đăng có đồng ý không ạ? Đồng ý. Và video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, chú có đồng ý không ạ? Đồng ý luôn. Dạ rồi thì con thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc chú cũng như toàn bộ gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui, đó là con gái nhà mình sẽ quay trở về một cách an toàn vào một ngày sớm nhất để gia đình được đoàn tụ chú ha. Dạ thưa quý cô chú anh chị, nếu quý cô chú anh chị nào có thấy em gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp khuyên em nó sớm quay trở về nhà để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Thì khi mà video này đội của tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên trên khắp các trang mạng xã hội thì rất mong tất cả quý cô chú anh chị
hãy cùng xem và cùng chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho gia đình sớm được đoàn tụ bên nhau. Em thay mặt đội sĩ Nguyễn Thanh Hải xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Xin chào và hẹn quý cô chú anh chị ở những video clip tiếp theo.